bến hạ mong chờ. Gái đẹp đưa đò. Ca khúc Cô lái đò bến hạ miêu tả về chuyện tình của một cô lái đò ở bến hạ. Ngày qua ngày, cô lái đò đưa khách qua sông, có biết bao nhiêu chàng trai trong làng, rồi ở ngoài làng thầm thương trộm nhớ cô. Cô đẹp lắm, có biết bao nhiêu người ngỏ lời yêu thương hứa hẹn, nhưng cô không mảy may. Trái tim cô không rung động trước một ai. Cô vẫn lái đò đưa khách qua sông. Thế rồi, vào một ngày cũng như những ngày khác, cô lái đò đưa khách qua sông. Ngày hôm đó rất chi là đặc biệt. Ngày hôm đó cô nghe thấy tiếng quân hành, cô thấy đoàn anh hùng sang sông, cô thấy hình ảnh người lính trận, một ba lô tay súng trên vai. Cô nghe thấy tiếng quân hành, và ngày hôm đó đoàn anh hùng sang sông cũng là ngày trái tim cô run lên bần bật. Trái tim cô đã trao cho một người anh hùng trong cái đoàn anh hùng sang sông đấy. Bến hạ mong chờ, cô vẫn tiếp tục công việc lái đò đưa khách qua sông, ngóng trông ngày trở về của người anh hùng. Trong ca khúc Khải Hoàn, thế rồi có những người anh hùng trở về. Khi qua sông, cô hỏi thông tin về người anh hùng ấy, cô hỏi thông tin về cái người mà cô đã đem lòng yêu thương. Cô đã hỏi rất nhiều người, nhưng không có ai biết. Bến hạ tiếp tục mong chờ. Rồi một ngày có một người lính trận qua sông. Cô đã biết được thông tin về người mà cô đã yêu thương. Người lính trận đó đã không trở về. Cô lặng người đi, trái tim cô run lên. Nước mắt cô tuôn ra, than ôi, đời hồng nhan ai có biết không, đời gian truân và lắm u buồn. Sau cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cô biết được cái thông tin người cô trao trái tim cho đã không trở về nữa, sau cái ngày hôm ấy thì không ai còn thấy cô lái đò ở bến hạ nữa. Cái hình ảnh người lính một ba lô tay súng trên vai, cái hình ảnh người lính hăng say giết giặc quên mình, cái hình ảnh về người một người anh hùng trong đoàn anh hùng sang sông mà ngày ấy cô đã trao trái tim cho người đấy, đã thôi thúc cô, đã thúc giục cô không lái đò ở bến hạ nữa. Và cô lại theo cái người anh hùng đấy, đi theo cái con đường đấy. Để mạn đàm về ca khúc
cô lái đò bến Hạ. 1001 đêm cũng chưa hết được chuyện, nôm na ngắn gọn lại. Khi nghe cái ca khúc này, lão nông Chi Điền Khang Audio 1861 ngả mũ nghiêng mình trước chuyện tình của cái cô lái đò ở bến Hạ. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2024. Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn một cuộn băng cassette trong combo 6 cuộn băng. Cái cuộn băng đó có bài hát Cô lái đò bến Hạ. Trân trọng kính mời mọi người coi như thế, đây là thưởng ngoạn cái ca khúc này. Và một lần nữa, chắc chắn là khi nghe xong chúng ta cũng ngả mũ nghiêng mình. Bao nhiêu người hứa hẹn, bao nhiêu người ngỏ lời, thế nhưng cô không mảy may, cô không rung động trước một ai cả. Cô chỉ khi cô thấy cái hình ảnh người lính trận, một ba lô tay súng trên vai, người lính trận hăng say giết giặc quên mình, trái tim cô mới rung động. Thôi nói đến đây cũng không biết nói thêm gì nữa, vì cảm xúc ngả mũ nghiêng mình là có thật, là có thật. Bây giờ giới thiệu nhanh tới mọi người những cuộn băng cassette. Sau đó thì lão nông phải dừng video thôi, để coi như thế là thưởng ngoạn lại một lần nữa. Và có rất nhiều lần ngả mũ nghiêng mình khi nghe ca khúc này, khi nghe về cái chuyện tình của cái cô lái đò ở bến Hạ. Ở combo này có 6 cuộn. Giới thiệu nhanh tới mọi người nhá. Giới thiệu nhanh rồi ngừng, rồi lại bỏ cái băng này vào nghe thôi. Băng này là băng Sony HF90. Bến Hạ mong chờ. Vào cái đầu mặt A này là có bài Cô lái đò bến Hạ luôn. Cuộn này là cuộn thứ hai. Tuấn Vũ Sơn Tuyền. Chất lượng âm thanh mặt A và mặt B thì khỏi bàn nhé. Khỏi bàn, giới thiệu nhanh. Để còn nghỉ giải lao, để còn nghe, tiếp tục nghe và tiếp tục ngả mũ nghiêng mình. Cuộn này là cuộn thứ ba, Chế Linh. Cuộn này cũng lại có bài Lính Trận, đó là Thị Trấn Về Đêm. Tôi lính trận ngược xuôi đó đây, tạm vui chơi ngần ấy, quanh mấy đường phố này. Cuộn này là cuộn thứ tư, Giao Linh Tuấn Vũ. Cuộn này là cuộn thứ năm, Bonnet 79 và Modern Talking. Cuộn này là cuộn thứ sáu, Trường Vũ. 6 cuộn này 50.000 đồng một cuộn. 6 cuộn là 300.000 đồng. 300.000 đồng là tiền băng, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền người mua trả, người cung cấp chỉ lấy tiền băng thôi, chứ tiền vận chuyển thì người mua trả. Thôi mình dừng video ở đây để tiếp tục thưởng ngoạn ca khúc Cô lái đò bến Hạ và tiếp tục ngả mũ nghiêng mình trước chuyện tình
cô lái đò bến hạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci, merci beaucoup. Đấy. Nói có một lúc thôi mà bây giờ đã cảm xúc nó thế này. Không biết dùng từ gì để miêu tả thế, nhưng mà đấy, nói đã gọi là líu lo này.